Tiền vệ trẻ tài năng Jude Bellingham của Dortmund đã đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid vào hè 2023. Sau đây là 11 sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết về ngôi sao 19 tuổi này. 1. Lớn lên trong một gia đình thể thao. Tình yêu bóng đá của Bellingham đến từ cha anh, ông Mark, một tên tuổi lớn trong làng bóng đá nghiệp dư ở Anh. Mark là một tay săn bàn cự phách với hơn 700 pha lập công trong sự nghiệp bóng đá không chuyền. Bellingham có một người em trai, Job Bellingham, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp và hiện đang chơi cho Birmingham City. 2. Chơi cho đội U23 khi mới 15 tuổi. Bellingham có trận ra mắt đội U23 Birmingham khi mới 15 tuổi vào tháng 3 năm 2019. Anh là một trong những cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội U23 của câu lạc bộ này và nhanh chóng tạo dựng tên tuổi với những màn trình diễn ấn tượng. Sự thăng tiến của Bellingham tại Birmingham diễn ra thần tốc đến mức chỉ vài tháng sau đó, tháng 8 năm 2019, anh đã được đôn lên đội 1. 3. Cầu thủ trẻ nhất lịch sử Birmingham. Ở tuổi 16 và 38 ngày, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt cho đội 1 Birmingham, qua đó xua đổ kỷ lục tồn tại 49 năm do Trevor Francis nắm giữ. Tiền vệ người Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính trong một trận đấu tại giải hạng nhất Anh Championship khi mới 16 tuổi 63 ngày. Cũng ở tuổi này, Bellingham đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Birmingham và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Nhằm tri ân Bellingham, Birmingham đã treo vĩnh viễn số áo 22 sau khi anh gia nhập Dortmund năm 2020. 4. Gật đầu với Dortmund, từ chối MU. Hè 2020, MU đã quan tâm đến việc chiêu mộ Bellingham. Tuy nhiên, rốt cuộc tuyển thủ Anh lại chọn gia nhập Dortmund, nơi anh nhanh chóng khẳng định mình là một cầu thủ quan trọng và là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu. Sau 130 lần khoác áo Dortmund, cho đến nay, tiền vệ 19 tuổi đã bỏ túi 21 bàn cùng 25 đường kiến tạo. 5. Cầu thủ Anh trẻ nhất ghi bàn ở Champions League. Bellingham là cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn tại Champions League. Anh đạt được cột mốc này vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 khi lập công cho Dortmund trước Club Brugge tại vòng bảng khi mới 17 tuổi và 85 ngày. 6. Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Dortmund. Bellingham là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất cho Borussia Dortmund tại Bundesliga. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ vùng Ruhr vào ngày 21 tháng 11 năm 2020, khi mới 17 tuổi 82 ngày, phá kỷ lục trước đó do Nuri Sahin nắm giữ. 7. Cầu thủ trẻ tuổi thứ 3 khoác áo đội tuyển Anh. Ở tuổi 17 và 136 ngày, Bellingham trở thành cầu thủ người Anh trẻ tuổi thứ 3 có trận ra mắt đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Cộng hòa Ireland vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Theo Walcott hiện nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ra mắt tam sư ở tuổi 17 và 75 ngày. Đứng thứ hai là Wayne Rooney ở tuổi 17 và 111 ngày. 8. Cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai của Anh tại World Cup. Pha lập công vào lưới Iran trong trận ra quân vòng bảng của đội tuyển Anh tại World Cup 2022 đã giúp Bellingham trở thành cầu thủ người Anh trẻ tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup sau Michael Owen. Lúc đó Bellingham 19 tuổi 145 ngày. 9. Cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất. Dortmund sở hữu chữ ký của Bellingham năm 2020 với mức phí chuyển nhượng ban đầu 25 triệu euro, khiến anh trở thành cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. Bellingham gia nhập Dortmund với bản hợp đồng 5 năm và hiện bỏ túi 1,3 triệu euro tiền lương mỗi mùa tại câu lạc bộ của Đức, theo tiết lộ của tờ Marca. 10. Cầu thủ được định giá cao thứ 3 thế giới. Ngôi sao của Dortmund là cầu thủ có giá trị cao thứ 3 thế giới ở thời điểm hiện tại, theo Transfer Market. Website uy tín này đang định giá Bellingham khoảng 120 triệu euro, chỉ sau Kylian Mbappe 180 triệu euro và Erling Haaland 170 triệu euro. 11. Thần tượng Rooney và Gerrard. Wayne Rooney và Steven Gerrard là hai thần tượng của Bellingham. Anh từng tiết lộ điều này khi chia sẻ với trang Bundesliga.com. Đối với tôi, đó luôn là Wayne Rooney và Steven Gerrard. Khi còn trẻ, tất cả những gì tôi muốn là một chiếc áo đấu của Bellingham. Sau đó, càng xem Rooney nhiều, tôi càng muốn có áo đấu của anh ấy. Và tất cả những gì tôi muốn là một chiếc áo của Gerrard nữa.
Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay và thú vị, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.